Đã à, tiên tri quân sư tướng Phạm Văn Giang chỉ cách cho tướng Bùi Cao Khánh khiến Trung Quốc trả lại sau cứ điểm Hà Giang. Mến chào quý khán thính giả và các bạn đã đến với tin tức giải TV. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày an lành và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay, 16 tháng 7 năm 2021, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày kính thưa quý vị và các bạn trong lịch sử quân sự thế giới phía sau một vị tướng tài ba luôn có một vị quân sư lỗi lạc phía sau Việt Nam ta thật may mắn khi có một nhà tiên tri như Phong Nha ông đã liên tiếp góp ý giúp tướng Phạm Văn Giang giải nguy những trường hợp khó nhằn nhất mời đây nhà tiên tri Phong Nha đã dự báo được tướng Bùi Cao Khánh sẽ gặp nguy hiểm tại đồi 466 ông đã giúp cứu sống một mạng vị tướng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi mới nhận được, vị tiên tri quân sư lỗi lạc của tướng Phan Văn Giang là ông Phong Nha mới đây lại chỉ cách cho tướng Khánh khiến Tập Cận Bình dưng hai tay trao trả lại sau cứ điểm cao thuộc đỉnh Hà Giang. Cùng với đó là những tướng lĩnh bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin chi tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, đồi 1509 hay còn gọi là núi Lão Sơn hiện nay vẫn còn đó trước năm 1984, nó là của Việt Nam. Sau tháng 7 năm 1984, nó là của Trung Quốc. Còn rất nhiều địa danh khác thuộc tỉnh Hà Giang bị Trung Quốc xâm lấn từ 1984 đến năm 1989. Đó là những năm lửa khói mịt mù khiến hàng ngàn người lính mãi mãi ra đi, không trở về. Đó cũng là thời kỳ bao cấp dân Việt Nam đòi ăn khổ sở nhất từ xưa đến nay. Người Việt Nam ta khi giải phóng miền Nam xong đâu để nỗi cơ cực như vậy. Nhưng vừa chiến tranh Nam Bắc xong, người Việt Nam phải đưa quân sang Campuchia giúp đỡ để đuổi quân buôn bốt. Chưa xong vụ đó thì 600.000 quân Trung Quốc ồ ạt à tràn qua biên giới. Chiến tranh mang lại quá nhiều mất mát đau thường, khiến người Việt Nam đâu có lúc nào được ngưng nghỉ. Điều mà người Việt Nam phải suy nghĩ nhiều không phải là cường quốc Mỹ-Pháp, mà là kẻ cướp truyền đời Trung Quốc. Bản tin thời sự xoay TV hôm nay của chúng tôi sẽ gửi đến quý khán thính giả và các bạn thông tin những cuộc chiến khốc liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc từ những năm 1979 đến năm 1989. Cùng với đó là sự quân sư của nhà tiên tri tướng Phạm Văn Giang chúc cho tướng Bộ Cao Khánh có thể giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên chiến sự biên giới. Trong khoảng 10 năm đó với những trận đánh kinh hoàng, do tướng Hoàng Đan và tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy, Thưa quý khán thính giả và các bạn, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ vào thời điểm tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc. Khi ấy không ai biết nhà tiên tri Doãn Khanh là ai. Còn thời điểm hiện nay tên tuổi của nhà tiên tri Phong Nha nội lên như cồn, ông chính là người lính Việt Nam tên Doãn Khanh, tham gia cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Trong một trận chiến ác liệt ở Trang Định Thất Khê, người lính ấy bị thương vào đầu rất nặng. Khi đó những người lính Việt Nam đã định mang ông đi chôn thì ông bừng sống lại. Từ đó trở đi ông sống ở một thế giới xa lạ, đó là thế giới của cõi âm. Cho đến giờ phút này không ai hiểu được tại sao ông ấy lại biết viết đọc hơn 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ khác mà không ai biết đó là ngôn ngữ gì, nếu không được đi học thì đó là chuyện bình thường. Nhưng việc ông chỉ được học hết lớp 7 trên 11 trình độ ngang bằng với lớp 10 trên 12. Điều kể lại nhất là ông được đưa ra dự đoán vào năm 1979 rằng vào năm 1981, Trung Quốc sẽ đánh chiếm bình độ 400 ở Lạng Sơn và đánh chiếm ở xã Thanh Thủy Hà Giang. Vào năm 1984, Ai đó thấy ông nói vậy cũng nghĩ rằng ông bị điên. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 1981, thì quân Trung Quốc đã đánh mạnh vào bình độ 400 ở xã thanh loạt huyền Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn vào tháng 7 năm 1984, trung đến giá thanh thủy huyền Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và tên nhà tiên tri Doãn Khanh tham gia trận chiến Bình Độ 400 vào tháng 5 năm 1981. Chúng tôi đã nói rất nhiều về tướng Hoàng Đan, chính vị tướng này chỉ huy trận đánh năm đó bị thất bại. Ông đã vào đời nhờ đến người lính Doãn Khanh mới nhận được Bình Độ 400 từ tay, giặc Trung Quốc. Năm 1981, ông trở về quê hương ít ngày rồi vào động phong nha ở Quảng Bình sống ẩn giật. Qua năm 1984, quân Trung Quốc đã tấn công xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang khi ấy tướng Hoàng Đan được chuyển lên tuyến. Hà Giang cùng với tướng Văn Tiến Dũng, chỉ huy phòng thủ mà trận trong suốt 5 năm chiến tranh xảy ra ở đây, cả hai bên đã thiệt hại quá nhiều, con số đó là trận đánh đồi 159 hay còn gọi là núi đất, quân đội của ta đã bị 4.000 lính bộ đội Việt Nam làm lại nơi đỉnh cao này, cơ bản quân đội ta vào kích dữ dội. Trước ra khi đó là Dương Đắc Chí từng nói với Đặng Thiều Bình rằng hắn sẽ đưa quân tiến thành thẳng đánh về Hà Nội, bắt sóng toàn bộ, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa về Trung Quốc xét xử. Trong những trận đánh lên miên đó cùng Trung Quốc chiếm mấy, Tường phong khi đó, tướng Hoàng Đan mới chật nhớ tới người lính tên Doãn Khanh đã dự báo trước đó vào năm 1984, quân Trung Quốc sẽ tấn công Hà Giang và quân ta mất nhiều căn cứ quân sự vào tay địch. Tướng Hoàng Giang đã kể câu chuyện đánh chiếm Bình Độ 400 năm 1981 cho tướng Văn Tiến Dũng nghe. Ban đầu, tướng Dũng không tin và cho đó là điều nhậm nhí. Tuy nhiên sau đó quân đội ta liên tục bại trận nên ông quyết định ra lệnh cho tướng Hoàng Đan về Bắc Ninh để tìm kiếm nhà tiên tri Doãn Khanh. Khi tướng Hoàng Đan về quê hương ông đúng vào ngày giữa tháng 7, lúc đó khoảng 10 ngày, nhà tiên tri dự đoán. Doãn Khanh đã từ đồng phong nha trở về quê hương ông chăm sóc mộ cho cha mẹ và nói với mấy người hàng xóm rằng một vài ngày tới sẽ có một vị tướng quân đội đến thăm tôi. Đáng ra tôi đã đi rồi nhưng phải đợi chờ viên tướng ấy. Khi tướng Hoàng Đan đến đầu đàn, khá lễ hỏi thăm nhà Doãn Khanh. Người dân ở đây hỏi ông có phải là tướng quân đội Hoàng Đan hay không? Tướng Hoàng Đan khi đó cho rằng sau trận đánh Bình Độ 1981, nhiều người biết đến ông nhưng họ chỉ nghe đài, chứ hồi đó người nhà quê không có xem TV, làm sao mà biết được. Ông khi đó có những người dân ở đây mới nói rằng nhà tiên tri Phong Nha, nói rằng tướng Hoàng Đan sắp sửa đến tìm nhà ông ấy. khiến ông tướng Hoàng Đan giật mình và càng tin rằng Doãn Khanh chính là người nhìn sự trước biết sự việc. Ông đúng là nhà tiên tri của thế kỷ. Khi gặp lại Doãn Khanh, tướng Hoàng Đan vẫn như xưa, ngồi dưới đất cùng uống trà không dám phân biệt cao thấp. Tướng Hoàng Đan Kỳ nói rằng tôi biết các ông sẽ tìm đến tôi nên cố gắng ở lại ít ngày. Ông muốn hỏi tôi làm cách nào đẩy lùi quân địch để chiếm ngọn lại ngọn đồi 1509 đúng không? Tướng Hoàng Đan giờ biết trước Giản Khanh là người trời. Tuy nhiên ông vẫn phải hà hốc mồm khi nghe Giản Khanh hỏi vậy. Khi đó Giản Khanh nói rằng bên phía quân ta có một sĩ quan tình báo cấp cao phản bội. Bà tiên cho được biết tất cả tòa độ phương ta. Đóng bởi vậy, vào Trung Quốc đã bán vào những tòa đồ đó khiến quân ta thiệt hại nặng nề. Bây giờ đội 1509 đã rơi vào tay giặc và không thể lấy lại được trong thời điểm này. Việt Nam nếu không tìm được kẻ phản bội thì sẽ còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa về quân số và mất nhiều căn cứ quân sự vào tay giặc Trung Quốc. Tướng Hoàng Đan khi đó đã mời Doãn Khanh về chính sự Hà Giang nhưng ông đã từ chối. Ông nói rằng Thân ông đã gửi gắm ở động phong nhà rồi nên không thể rời xa nơi đó được. Ngay sau khi trở lại Hà Giang, tướng Văn Tiến Dũng và tướng Hoàng Đan đã truy tìm kẻ phản bội. Không biết rằng kẻ phản bội đó là ai và cho đến nay. Tên đội của Hàn cũng không được ghi chép trong các tài liệu sử sách đổi 1509 và phía Trung Quốc còn gọi là núi Lưỡng Sơn rơi vào tay quân Trung Quốc. Từ ngày đó đến nay, 4.100 cốt của bộ đội ta vẫn nằm ở đó trong một hồi chôn tập thể nhưng với Việt Nam ta đến giờ vẫn chưa thể đem về nơi đất mẹ. Cuộc chiến biên giới Hà Giang chỉ lắng đi sau năm 1989, tức là sau đó 5 năm khi hai nước phải mở cửa đường biên giới ngay và cả vào thời điểm hiện tại biên giới Hà Giang vẫn ngập tràn, tiếng súng, vẫn không ai hiểu được tại sao quân Trung Quốc vẫn cứ đến chiếm biên giới này mạnh mẽ như vậy. Những nguồn tin cho rằng khu vực xã Thanh Thủy chính là trung tâm mỏ kim cương khổng lồ nên Trung Quốc muốn tái chiếm. Tuy nhiên, điều này chưa được nhà nước ta công nhận. Thưa quý vị và các bạn, Xoay quanh tình hình vụ việc tướng Bùi Cao Khánh lập mưu lạ trệt phá hoàn toàn nhà nước Hương Mông ở biên giới các tỉnh Tây Bắc, một cuộc đột kích bằng nhiều hình thức và quy mô khác nhau nhằm vào các căn cứ và hoạt động của quân đội Trung Quốc và các lực lượng chống đối trong đó có lực lượng nhà nước Hơ Mông do Vàng A Sang lãnh đạo, nhưng đã bị Việt Nam bắt cóc đưa thẳng về Việt Nam. Dựa vào lời khai của tên Vàng A Sang về việc Trung Quốc đang muốn biển các binh sĩ và các lực lượng quân đội Trung Quốc hậu thuẫn thành những chiến binh cũng như những con robot. Phía Việt Nam đã mở chiến dịch mỏng vuốt đại bang nhằm triệt phá và đập tan âm mưu này của Trung Quốc trên đất Lào bằng một trận gia quân đầu tiên trong chiến dịch mang tên Bão nhiệt đới. Khi đã bắn tan xác bốn chiếc máy bay trực thăng J-10 đang chở các cổ vườn Trung Quốc và các thành viên cấp cao của lực lượng nhà nước Mơ Mông, Mông đến tỉnh Chambasak. Sự cố trên đã làm hơn 20 cổ vườn Trung Quốc cùng những người khác thiệt mạng và đã phơi bày điểm yếu an ninh chỉ mạng của quân đội Trung Quốc và lực lượng nhà nước Mông do nước Lào giống như Campuchia sau khi Trung Quốc gây ảnh hưởng chi phối chính quyền Lào về nhiều mặt đặc biệt là khi lào trở thành một con nợ lớn và bị lệ thuộc hoàn toàn vào trung quốc thì trong những năm gần đây ảnh hưởng của trung quốc trên lào đã tăng đáng kể không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị lẫn quân sự và đó chính là những mục tiêu thúc đẩy trung quốc lôi kéo nước lào ai cũng biết trung quốc muốn thiết lập mạng lưới giao thông đường bộ xuyên qua các lãnh thổ nào để bán sản phẩm trung quốc qua thị trường lào một mục tiêu khác của trung quốc là khai thác nguồn nguyên liệu từ lào và các nguyên liệu khác như gỗ đồng và một sản phẩm nông nghiệp. Từ một ví dụ cụ thể là trong khuôn khổ hợp đồng tài trợ cho tuyến đường sắt tại Lào, quốc gia Đông Nam Á này đã phải bán muối 55 triệu tấn cho Trung Quốc. Những tham vọng của Bắc Kinh ở Lào không chỉ về kinh tế trong cái cảnh, một bàn cờ khu vực phức tạp trước sự can dự của Hoa Kỳ, Trung Quốc muốn làm luôn, mời ảnh hưởng của các nước như Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam Tại Lào khi Trung Quốc muốn dùng để siết chặt cộng kim về mọi hướng đối với Việt Nam, thời gian dài vừa qua, tại Bắc Kinh hành động một cách rất khéo léo để chống chế Lào, Trung Quốc đã cung cấp cho nhiều khoản vay với lãi suất thấp. Trung Quốc tăng cường quan hệ với nhiều lãnh đạo. Lào là một cách có hệ thống. Họ chú trọng xây dựng quan hệ với thế hệ mới của đảng nhân dân cách mạng Lào với từng lớp sĩ quan trẻ trong quân đội. Ngày càng có thêm nhiều các thành viên Lào nhiều triển vọng được cứ đi đào tạo tại các trường đại học và các học viện quân sự ở trung quốc từ khi mật ước giữa tập cận bình và thủ tướng lào được ký kết trung quốc đã công khai xây dựng nhiều căn cứ quân sự giải rác khắp nơi khắp trên đất nước này nhằm tạo ra một gặm kiềm xung quanh việt nam và gần đây việc quân đội trung quốc chọn xây dựng căn cứ công quân ngay tại lào sẽ khiến tình hình trong khu vực có nhiều thay đổi đặc biệt là trong chính sách của trung quốc với việt nam cũng như Mỹ, quân đội Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, đặc biệt là tại Lào và Campuchia, đời lùi ảnh hưởng của Mỹ, Việt Nam, đồng thời gia tăng ưu thế về mặt quân sự. Sau này, theo thông tin từ các cơ quan tình báo của Việt Nam tại Lào, Trung Quốc đã cho xây dựng một căn cứ không quân tại đây. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã cho giả phá vật liệu chơi nổ và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh này để xây dựng một căn cứ quân sự mới một kế hoạch mới nhằm mở rộng viện trợ quân sự cho quốc gia này ở Đông Nam Á. Căn cứ sẽ thành trung tâm đào tạo nơi quân đội Trung Quốc, sẽ đào tạo cho các phi công người Mông, các biệt kích của các tổ chức chống đối Việt Nam để đối phó với dư luận. Thì Thủ tướng là biện hội rằng, Trung Quốc chỉ đang huấn luyện đào tạo phi công theo các hiệp ước tương trợ quốc phòng giữa hai nước. Vào ngày hôm qua, Cố vấn Trung Quốc và hơn 40 thành viên cấp cao của lực lượng nhà nước Mông có chuyến thị sát và kiểm tra tình hình huấn luyện các chiến binh của lực lượng này và cũng giao động viên tinh thần binh sĩ trung quốc và các biệt kích người mông trong một căn cứ khi bốn trước máy bay quân sự trên bay ngang qua một khu vực rừng cao su được cho là một trong những cơ sở của tập đoàn hoàng anh gia lai đang đầu tư tại lào nó chỉ còn cách căn cứ trình bày km thì bị trúng như quả tên lửa vác vai của đặc nhiệm việt nam đây là loại tên lửa tầm nhiệt hiện đại nhất mà việt nam vừa mua từ nga trong một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 250 triệu đô la. Bằng việc trao đổi dầu của chính phủ Việt Nam, cuộc tấn công bất ngờ vào các thông tin tình báo đặc nhiệm Việt Nam đã làm cho bồn chiếc máy bay nổ tung bốc chảy dữ dội và đâm sầm vào một vách núi gần đó. Tan thành nhiều mạnh, lực lượng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp của Lào đã có mặt tại hiện trường, sau đó và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khi tất cả thi thể của các thành viên trên chuyến bay đã biến dạng và cháy thành than. Sau vụ nổ kinh hoàng này, các cơ quan chức năng của Lào đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Về quân đội và các cơ quan chức năng nước này đang tiến hành điều tra về sự cố trên và những diễn biến tiếp theo liên quan chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để gửi cho quý vị và các bạn khi nhận được những tin tức mới nhất. Những thông tin xoay quanh tình hình chiến sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi mới đây Việt Nam đã nạp pháo phá hủy hàng rào biên giới 500 km, vì Trung Quốc xâm lấn vào sâu trong lãnh thổ của Việt Nam, hàng trăm km vuông và diễn biến chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nóng ngay sau đây của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian dài vừa qua thì Trung Quốc đã cho tiến hành xây dựng và đào hoàn thiện với 659 km hàng rào tại biên giới với miền điện chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là một phần trong dự án mà các quan chức liên quan gọi là vạn lý trưởng thành phương Nam của Trung Quốc kéo dài dọc biên giới từ miền Điện khoảng 2.000m đến Việt Nam gần 1.300m, trong đó có hàng rào biên giới với Việt Nam. Trung Quốc cũng xây dựng tại cột mốc 1208 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, cũng như các tỉnh biên giới phía Bắc. Dư luận đặt ra câu hỏi tại sao Bắc Kinh tăng tốc xây hàng rào biên giới và đằng sau có ẩn chứa âm mưu gì. Theo các nguồn tin tình báo dò trị mà chúng tôi có được, Trung Quốc đang cho xây dựng kiên cố các hệ thống phòng không cũng như các căn cứ ngầm sâu dưới lòng đất tại ba địa điểm chỉ cách biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, chưa đầy 20 km. Nơi đây, các tên lửa tầm trung và tầm xa của Trung Quốc có thể vươn tới Hà Nội và toàn bộ các tỉnh phía Nam, phía Bắc, miền Trung, Nam Bộ của Việt Nam đang gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia cho Việt Nam nếu có xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu nào với Trung Quốc trong tương lai. Việc xây dựng hàng rào biên giới nhằm đánh lạc hướng dư luận và để ngăn ngừa khủng hoảng người di si cư nếu chiến tranh nội ra giúp cho Trung Quốc kiểm soát tốt hơn an ninh biên giới tại các địa điểm nhạy cảm. Đây rõ ràng đặt ra một thách thức to lớn đối với Việt Nam và theo các thông tin chúng tôi có được, thì các lực lượng đặc nhiệm trong lực lượng không quân tên lửa và bộ binh tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng được tuyển chọn kỳ lưỡng và được huấn luyện gian khổ ngày đêm nhằm mục đích thực hiện các cuộc tấn công để phá hủy các căn cứ của không quân Trung Quốc tại vùng biên giới thuộc tỉnh Vân Nam Quảng Tây, Quảng Đông giáp với Việt Nam. Việt Nam đang có kế hoạch mua chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ để phá hủy các căn cứ tên lửa trên không của Trung Quốc Liệu Việt Nam có đạt được mục đích của mình hay không? Mời quý vị cùng đón chờ trong những bản tin sau. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây, chúng ta cùng quay trở lại với chiến sự Việt Nam và Campuchia. Mới đây, Hun Sen đã quyết định ký một lệnh công lực cận chiến của Hoàng gia Campuchia để chiến đấu với phe nội dậy. Đây là lực lượng cận vệ trung thành nhất của nhà lãnh đạo Campuchia và được cho là trang bị đến tận răng để bảo vệ vòng trong cho Thủ tướng Hun Sen. Theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được từ tình báo cấp cao trong hàng ngũ quân đội Campuchia cho biết, ngày hôm qua sau khi quân đội và người dân của nước này bất ngờ nã liên tục 40 quả đại bác tấn công vào trụ sở hoàng gia Campuchia và vấn đề xung đột leo thang, dữ dội giữa phe chính phủ và phe nổi dậy sau hơn 3 tuần lễ đã khiến cho bầu trời của Phong Penh vàng rội. Lệnh ban bố khẩn cấp đã được ban bố đất nước xứ sợ chúa tháp. Chính phủ tuyên bố trong tình trạng khẩn cấp, bất kỳ người dân nào cũng không được phép ra khỏi nhà và các phóng viên tác nghiệp khu vực nội chiến tại khu vực bom và những vùng chiến sự xung đột lân cận. Trong tình hình này thì giấc mộng gia tộc của Thủ tướng Hun Sen và gia tộc họ Hun sẽ có nguy cơ sụp đổ và chấm dứt hơn 35 năm cầm quyền cai trị độc tài trên xứ sở chùa thác này. Bên cạnh đó, theo thông tin chúng tôi có được, Hun Sen cũng đã quyết định ký lệnh công lực để chiến đấu với phe nuôi đây là lực lượng cận vệ trung thành nhất với nhà lãnh đạo Campuchia và được cho là trang bị đến tận răng để bảo vệ vòng trong cho thủ tướng Hun Sen. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, lực lượng cận vệ của thủ tướng Hun Sen đã được điều động với những cuộc nổi dậy tại thành phố Tam Mau. Lực lượng này đặt bản doanh tại đây, đây là một địa điểm cách thủ phủ của bom binh 7 km về phía nam, nhưng ông Hun Sen đang muốn gửi thông điệp cảnh báo đến phe nổi dậy và người dân nước này khi muốn lật đổ ông và gia tộc độc tài họ Hun. Có một điều đáng chú ý là dường như giới truyền thông Campuchia cũng không rõ về quá trình hình thành và sức mạnh chính xác của lực lượng này. Theo thông tin trước đó cho hay, lực lượng này đã thành lập trên 26 năm. Giáo sư Con Thoyer, chuyên gia về Đông Nam Á à tại Đại học Úc cũng cho rằng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ của Thủ tướng Hun Sen được thành lập năm 2009 nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng cùng gia đình, các lãnh đạo cơ quan chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng và chống khủng bố bạo hành. Và chống khủng bố bạo loạn, bên cạnh đó nó còn có nhiệm vụ huấn luyện nghiên cứu và giữ an ninh phát triển xã hội, hậu cơn tài chính và công nghệ. Theo giáo sư, đơn vị này được tách ra từ Lữ đoàn Bảo vệ 70, quyết định của Thủ tướng Hussein Sen